Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tu đức tăng ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Minh Hóa, trụ trì Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Kính chào Pháp Sư. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Thích Hiện Trì, chú xứ Lưu Sinh Tự. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sinh Tự. A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con được xin thỉnh quý thầy cô để giải đáp cho chúng con một số vấn đề. Thứ nhất, thưa thầy cô, chúng con xin được vô ngay tại vì thời giờ nó có hạn thôi và câu hỏi thì nhiều. Thì thưa quý thầy cô, là thường á, là khi mà sau một cái pháp hội gì là in những tờ flyer. Với tờ flyer là có in cả ảnh Phật và Bồ Tát, hoặc là những cái tượng Phật mà chúng con đã biết đó là đã gãy tay gãy chân. Thì như vậy đó, thì chúng con phải làm thế nào cho được cung kính sau một cái lễ pháp hội, hay là những cái hình tượng Phật mà bị gãy tay gãy chân như vậy đó, chúng con phải làm sao, phải xử lý thế nào? Xin quý thầy cô chia sẻ cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa anh, thì cái tâm lý mà trước khi tôi xuất gia và trước khi tôi gặp thầy đây đó, và cũng gần đây mới được biết thôi, là mình có cái tham. Ở ngoài đời thì mình tham ngoài đời, mà khi mình vô chùa tu thì mình tham cái tu, mình tham cái công đức, tham cái phước. Cho nên thấy tượng Phật hay gì, những cái gì mà dính líu đến Phật thì mình xin mình đem thỉnh đem về. Đem về mình để rất nhiều, rồi khi nó chật quá mình không biết làm sao thì bây giờ mình nghĩ là mình bỏ đi. Mình bỏ một cách tự nhiên, mình không biết cái đó là mình đã làm một cái chuyện mà nhân quả rất là nặng, mình không biết. Từ khi thầy giảng cho tôi mới giật mình là tôi đã làm như vậy rất nhiều. Thấy ở tượng Phật đẹp, thỉnh nhiều có phước, thì trong kinh Pháp Hoa nó vẽ Phật hay là in kinh rồi có phước, cái là mình tham. Ở ngoài mình tham cái kia, vô đây mình tham cái này. Làm cho đủ thứ mà mình không có nghĩ hậu quả là mình không biết mình làm, những khi mình bỏ những cái tầm bậy. Hậu quả vô cùng nặng mà thầy giảng tôi mới biết. Trước đây tôi không biết. Thì cách đây khoảng một tháng mấy á, tôi dọn phòng tôi thấy nhiều quá. Thì tôi mới bỏ bớt. Mà tôi nghĩ, tôi nghe thầy nói là làm như vậy mình hủy hoại tượng Phật thì mình bị có tội. Cái tôi nghĩ bây giờ mình vô mình tu, mình nghe hủy tượng Phật có tội, cái mình đưa cho ông thầy. Ông thầy lãnh. Thì mình là cái loại người gì? Tôi lãnh luôn, tôi làm luôn, tôi tự động. Tôi lấy tượng Phật, tôi những cái hình xá lợi, những cái tượng Phật này nọ, tôi bỏ vô máy shredder, tôi cắt hết. Thì ngay ngày hôm sau tôi lãnh liền à. Tôi đi mua đồ hôm nữa bồ, tôi chạy không nổi, tôi lái xe không nổi, tôi ráng tôi lết cho tới hôm nữa bồ là tôi gần như là tôi ngủ luôn, ngay như là một tiếng đồng hồ tại hôm nữa bồ tôi về không nổi nữa. Thì bữa sau tôi mới nói với thầy, tôi nói con bị vậy á. Thì tôi nghĩ là tôi đã trả quả đầu tiên, cái giống như kinh Địa Tạng nói là mới qua báo, quả báo địa ngục tôi chưa có lãnh đó. Cho nên tôi mới giật mình trước đây vì mình tham phước mà mình làm, bây giờ cũng vì cái đó mình không biết mình lãnh. Cho nên tôi về tôi có thưa với thầy như vậy đó. Thì ở đây anh hỏi cái đó thì cái đó là kinh nghiệm của tôi đó. Thưa quý thầy quý cô, cái vấn đề này nó rất là tế nhị. Dạ vâng, khi mà chúng con thì nhận rất nhiều, hoặc là làm những pháp hội từ cái tờ flyer rất nhiều. Mà hồi nãy thì thầy Hiền Trì cho con biết là con cũng chưa được biết được là ý của Pháp Sư đã khai thị như thế nào. Vâng, qua cái hình ảnh như thế, chúng con phải làm sao cho nó phải, nó đúng với cái pháp của Như Lai ạ, Mô Phật. Thì thông thường là người ta mua mấy cái hình tượng đó, hình tượng Phật, hoặc là rất thông thường là người ta mua mấy cái hương đó. Không phải hình tượng Phật không, mà cái chữ Phật không đó, là đã không được hủy hoại rồi. Bao bì không ạ? Những bao cái bao bì đó, có đề chữ Phật hoặc là Mô Phật. Cái vì thế người ta cái bao nó không xài xong rồi, nó để cái bao thảy dưới đất rồi, hoặc gió nó thổi xuống đất. Người ta đi ta dầm lên cái hình của Phật hoặc là cái chữ Phật. Yeah. Nó là họ không những họ phạm tội không, mà đã tạo cái duyên cho người khác để phạm tội. Thành ra cái đó là mấy cái tội nó rất rất là nặng. Rất là cái tội đó thì nó mang cái hủy hoại hay là thế nào mà thưa?
Thì trong cái Phật pháp này nó có cái năm cái ngũ nghịch là cái tội rất là nặng, rất là khó mà sám hối. Một trong năm cái ngũ nghịch đó đó là làm mà thân Phật chảy máu. Có nghĩa là khi mà đời Phật còn tại thế đó, thì những cái người như ngài Đề Bà Đạt Đa đó có cái tư thù với Đức Phật, nó tìm đủ mọi cách để mà hại Phật. Thì nhiều lần ngài đã cố gắng hại Phật, như cho sai con voi lớn thật lớn mà cho nó uống sai rượu, rồi nó sai nó lý túy thành nó gặp Phật, nó chạy tới nó đòi chà đạp Phật. Hoặc thấy Phật đi bộ dưới chân núi thì ngài Đề Bà Đạt Đa mới ở trên núi, nó sai người là đẩy thằng đá xuống để cho giết Phật. Thì những cái chuyện nó xảy ra như vậy, nhất là lúc mà đẩy đá xuống để mà hại Phật đó, thì cái thần Kim Cang đó mới đang bảo vệ Phật đó, mới không cho phép, nó đánh cái tảng đá, lấy cái chùy Kim Cang đánh tảng đá nó nát, thì nó còn một cái viên đá nhỏ nhỏ nó rớt xuống và nó theo cái đà nó đụng chân Phật, làm cho Phật chảy máu. Thành cái nội đó là cái nhân duyên mà gọi đó cái tội ngũ nghịch, vì vậy đó. Tại vì cái nhân duyên đó mà sau này ngài Đề Bà Đạt Đa phải đọa xuống địa ngục. Thành cái tội mà ngũ nghịch đó là một trong năm tội rất là nặng. Thành ra làm cái thân Phật chảy máu như vậy thì chúng ta sẽ đọa xuống địa ngục. Loại địa ngục mà rất là khổ sở, vô gián, hoặc là địa ngục A Tỳ. Rất là lâu mà rất là cực khổ. Thành bởi vậy một trong tội đó là làm cái thân Phật chảy máu đó rất là nguy hiểm. Mà cái thời đó là thời Phật còn tại thế, bây giờ Phật đã khuất thế rồi, thì đã nhập niết bàn rồi đó, thì cái vẫn còn cái tội ngũ nghịch như thường, ở chỗ như là chúng ta đi hủy hoại những cái tượng Phật. Thầy nghe nói thiện giác chuyên môn là đón nhận những cái tượng Phật của người khác, người ta bị bể hoặc là ta bị hủy hoại không được nguyên vẹn, ta không biết làm gì, thì anh thiện giác đã từng tình nguyện đón nhận họ rồi cố gắng sửa chữa cho họ. Cái đó là mỗi lần mà chúng ta mà vô sơ ý mà khiến cho cái tượng Phật bị bể, thì đó là nó tương ưng với là làm thân mật chảy máu. Dạ, mô Phật. Tội nó rất là nặng. Dạ. Những cái hình tượng mà con mang về ra là cũng là bị bề bên mẹ do bởi động đất hoặc là không có ai xài tới rồi mang tới con. Con về con sửa lại rồi con thấy không có ai nhận rồi con phải bày lên bàn thờ. Dạ, lên bàn thờ. Bày hết trên chỗ. Dạ, bàn thờ vậy. Đó là quý lắm, giúp đỡ người ta tránh cái nạn, cái tội bỏ hủy hoại cái tượng Phật. Có một cái này thưa thầy cô, nhưng mà cái hình á thì hầu như là ở đâu cũng có. Thầy cô, trên cái tờ flyer á, mà trước đó thực sự là con không biết như thế nào, tới lúc này khi mà một cái đề tài đưa ra của từ Phật tử thì con mới trước đó là một cái hình là con phải cắt ra. Tại vì để nguyên là trần sắp nhiều lắm. Mà tới này ra thì chính con chưa có biết làm gì hết, con cứ góc và con đưa vào một cô học và cứ để đó. Thì bây giờ là thầy cô khai thị cho con biết là bây giờ chúng con phải làm sao bây giờ. Giống như là thầy đây là đem đưa vào cái máy để mà nghiền ra thì cái quả nó trổ ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng con phải làm sao bây giờ? Những người xuất gia như thầy Hiền Trì đó mà tinh tấn mà tu hành á thì cái luật nhân quả nó tới rất là lẹ để giúp cho những người ta ý thức được có cái sự liên hệ của nhân và quả. Còn những người tại gia thì quý vị ít thấy cái sự đó nó xảy ra, sự liên hệ, thành ra khó mà hiểu được cái nguy hiểm của chuyện này. Thì thầy hỏi anh như trường hợp anh thiện giác là anh cắt cái hình ra là một cái hành động rất là có trí huệ. Nhưng đều á, trong cái hình đó nó ở dưới trong cái flyer nó có chữ Phật ở trong đó không? Có chữ Bồ Tát trong chỗ đó không? Con thì con chỉ thấy cái hình thôi. Con thấy có cái hình thôi. Cái hình mà không có cái tên của Đức đây là Đức Dược Sư Phật,
hoặc là Đức A Di Đà. Còn có cái đó thì con cũng còn giữ hết tại nhà, còn nguyên nguyên cái tập flyer con phải giữ nguyên miếng, bây giờ con không biết làm sao. Thưa thầy, cho con hỏi nếu mà chỉ có chữ Phật tự ở trong đó thì cũng có chữ Phật thì như vậy cũng cũng là phạm tội phải không thầy? Có chữ Phật trong đó là không được hủy hoại. A Di Đà Phật. Làm mà sao ngay cả mà những công chú của Phật cũng không được phải không thầy? Đó, những cái thần chú cũng không được hủy hoại. Thậm chí 42 thủ nhãn mà thầy truyền đó, chú Đại Bi 42 thủ nhãn đó, tôi biết viết ra, viết mình viết chép bài phạt vậy đó thì mau thuộc, tôi không dám viết á, viết rồi mốt để đi đâu. Rồi đằng sau tôi chịu, tôi thuộc chậm chút xíu mà tôi không dám viết ra. Như thầy hiện trì thì luyện mấy thần chú của thầy theo phái mật tông của thầy, cái gốc của mật tông của thầy, thì sư phụ thầy á là dạy cho thầy là những cái chữ phạt là phải nhớ những cái nét chữ phạn đó, thì bật dạy thầy bằng cách là viết chữ phạn đó nơi là gạo đó. Phải không thầy? Xong rồi dùng cái gạo, sau gạo làm cái gì nữa, tại sao mình không viết xuống cát ăn, hay là viết là mình nấu ăn hoặc là mình nấu cái đó để mà cho các chùa người ta cúng cô hồn, ta nấu cháo để ăn. Cho cúng cô hồn chứ mình không, thậm chí mà cái cắt tán xa luyện rồi cái rửa tay nó không có đổ với đất, rửa đổ mấy chậu bông cái này nọ chứ không có được đổ với đất. Tại vì có kinh, tôi có đọc một cái kinh nào đó nói là sau Đức Phật nói sau khi tôi nhập niết bàn rồi tôi sẽ nhập hóa thân vào xá lợi và các chữ phạn để độ chúng sanh. Thành ra cái chữ phạn cũng giống như những hình tượng Phật chứ không phải là chơi đâu. Thì cái chữ phạn mật tông ta kỹ là không có dám mà bừa bãi cái đó. Thì cái chữ phạn là mới chữ linh thiêng của Phật giáo mình. Rồi từ chữ phạn mà họ phiên âm ra chữ hoa, mà trong cái phần thần chú đó cũng là quý luôn. Xong từ Việt Nam mình dịch từ tiếng Hoa ra tiếng Việt mình đó cũng là quý luôn đó, là chuyện thích linh thiêng luôn nữa. Thành mình không thể nào hủy hoại được những cái đó. Dạ vâng. Những cái chữ tiếng phạn là như con được biết đó, trong kinh điển nói đó là để hiểu cái nghĩa nguyên văn, cái gốc của lời của chư Phật dạy. Dạ vâng. Mà thưa thầy, con cũng chưa có được biết là thế này. Thường là con thấy phát tờ flyer ra, nhưng mà quan trọng là chút xíu là sau cái giờ cái phần thứ hai của chương trình, xin quý thầy cho chúng con được biết. Kính thưa quý vị Phật tử, xin quý vị Phật tử đừng rời máy, chúng con sẽ trở lại sau phần hai của chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, xin quý thầy cô cho chúng con được biết là bây giờ mấy tờ flyer thì chúng con thấy là thường là cái này rất là quan trọng ạ. Mình phải cầm như thế nào như cung kính chứ không được kẹp vào nách hay là làm rơi xuống đất, hoặc là cố tình hay vô ý thì nó có là phạm trong cái tội ngỗ nghịch hay là gì không ạ? Dạ vâng. Tội bất kính. Bất kính Phật. Dạ vâng. Phật. Phật. Bồ Tát. Tôi có nghe một cái băng của Hòa Thượng Thiên Hóa giảng, không biết trong cái băng nào lâu tôi quên rồi, nhưng mà có một vị đó là tụng kinh là để cuốn kinh xuống, không có xếp lại là một, thứ hai là để nửa trong nửa ngoài trên cái bàn. Thì Hòa Thượng rất là giận, Hòa Thượng nói ông làm như vậy đó, ông hộ pháp phải đứng suốt đêm mà đỡ. À, Di Đà Phật. Ông tạo một cái nghiệp như vậy đó. Đó là Hòa Thượng nói về Ngài Vi Đà Bồ Tát là phát cái nguyện là bảo vệ đạo tràng, bảo vệ cho Phật Pháp, chánh Pháp. Là Ngài thấy cái kinh mà sắp bị rớt xuống, có thể bị rớt xuống khỏi cái bàn đó, thì Ngài phải đứng bên cạnh đó và Ngài đợi để trường hợp nó bị rớt xuống mà Ngài chụp lại. Dạ, mô Phật, mô Phật. Cung kính như vậy đó. Vi Đà Bồ Tát là một cái vị hộ pháp, hoặc là vị đại Bồ Tát. Dạ, mô Phật. Và đã như vậy, nên mình phải noi gương những cái vị đại Bồ Tát để mà biết cái sự, lấy cái tâm cung kính mà để mà tiếp đón Phật Pháp. Dạ, mô Phật, mô Phật. À, xin cô có lời nào không thưa cô? À, khi mà cô đã tiếp xúc nhiều Phật tử trong chùa Lương Sơn Tự rồi, khi mà có những cái hình Phật như vậy đó là cô thế nào? Hoặc là rớt xuống dưới đất, hoặc là nó không có nghiêm chỉnh đó, thì cô thì sẽ làm... Từ lúc mà vô chùa thì hình ảnh mới được học những cái bài học này, chứ còn trước đó ở ngoài đó thì nhiều khi mình không có biết. Rồi in ấn thích cái gì lại cứ in ra, xong rồi dễ dàng quá mà in xong rồi không thích rồi lại dục bỏ thùng rác. Bây giờ mới biết là trời ơi sao mà tội quá. Vâng, 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 mô Phật. Thì bây giờ làm sao giải quyết bây giờ? Dạ vâng, xin thầy khai bây giờ chẳng hạn như kinh điển mình nó cũ, hoặc là cái tượng Phật mình bị bể, hoặc là những cái flyer, sao mà giải quyết bây giờ? Thì bất cứ cái việc có một cái hành động nào nó liên quan tới, nó tạo sự hủy hoại cho những cái hình tượng này á, là cái việc
đang tạo cái tội ngũ nghịch. Đó là lời Phật dạy. Mình không có được hủy hoại cái hình tượng của Phật Bồ Tát, thần chú tương ưng như vậy. Thì làm sao giải quyết bây giờ? Như quý vị thấy, thầy Hiền Trì rất là từ bi, thầy kể cái chuyện thầy là thầy tự quyết định là thầy tự hủy hoại lấy, tại thầy không muốn ai lãnh kết quả đó. Thì thầy tự hủy hoại lấy, thì thầy thấy cái kết quả ngay lập tức là thầy bị một cái hậu quả là cái cơ thể nó bị trầm trệ xuống. Và trong khi đó là thầy Hiền Trì không có cố ý, ý không có có hủy hại, nhưng mà thầy chỉ có là cái hành động của thầy mang tới để mà thầy cắt những cái hình nhỏ lại thôi. Không, cái này thầy stress luôn đó chứ. Thầy lấy cái hình ảnh, thầy nói thay vì thường chùa chúng tôi đó là có một cái chỗ, có một cái thùng giấy đó để mà cái chỗ để mà những cái người mà cần giải quyết những cái hình tượng Phật Pháp đó, Phật Bồ Tát đó, thì họ để vào cái thùng đó, rồi thầy sẽ giải quyết sau này. Thì khi nào thùng đầy rồi, những cái thầy quên, họ để ra trước cửa của thầy để thầy biết mà thầy giải quyết cho họ. Họ tiếp tục họ để họ dùng dùng cái thùng đó. Thành ra thầy Hiền Trì, ý thầy Hiền Trì nói mà không có rõ lắm á, là thầy quyết định, thầy nói là nếu mà thầy trụ trì như thầy mà làm như vậy thầy phải lãnh kết quả đó. Thầy không muốn thầy trụ trì lãnh kết quả đó mà cho thầy Hiền Trì. Thầy Hiền Trì mới quyết định thôi, kệ mình tự làm lấy, tại mình có tu rồi, cái tinh thần người tu hành á, thì dám làm thì phải dám gánh cái hậu quả. Thầy không biết rằng khi mà dám làm là chuyện gánh hậu quả rất là tốt, đó là đúng cái luật nhân quả. Thì cái khổ, cái việc làm như vậy đó, cái quả nó nặng hơn là cái việc có thể gánh chịu nổi. Nên làm những chuyện như vậy. Thưa thầy, khai thị chúng con là chúng con phải làm sao? Thì trong chùa chúng tôi đó, thì chúng tôi họ để một cái chỗ đó rồi thầy giải quyết, thầy đi hủy hoại đó. Tại nhiều khi, như lúc mà thầy còn ở cái hệ thống Vạn Phật á, thì cái ông sư huynh của thầy đó, người Mỹ đó, thì ông nói là trong cái chùa của ông đó, ông có một cái kệ sách của kinh mà bất cứ có chữ Phật nào đó là hình tượng Phật Bồ Tát là nó là ông để trong cái kinh đó, rồi để trong cái kệ sách đó, thì nó đầy quá ông mới để đó. Thầy hỏi để như vậy rồi để bao lâu thưa thầy, thì ông nói là để chừng nào cái hình chữ nó phai đi đó, thì mới có thể giải quyết được. Mình mới cười mà nói bạch thầy, như vậy thì cái xứ Mỹ này khác xứ Việt Nam ở chỗ đó, như nhắc chúng tôi ở chỗ là xứ Mỹ nó có gọi là fire hazard, cái nguy hiểm của cái mình để giấy nó nhiều quá đó, nó tạo một cái nguy hỏa, cái lửa cháy nguy hiểm cho chùa. Thì ông thầy nghĩ sao? Thì ông nói tôi trước giờ sư phụ ngài tiến hóa chỉ dạy tôi như vậy thôi, không được hủy hoại cái này, thì ông chỉ làm như vậy thôi, hồi đó ráng mới chịu thôi. Một phần thì sau này á, khi thầy tu xong rồi thầy mới biết là cái chùa mình chút xíu nữa, mà nếu mà để như vậy thì thứ nhất là có cái hỏa hoạn ở trong ấy. Cái thứ nhì nữa, nhiều khi những người ta không biết, người ta tới ta đụng nó hoặc người ta xê dịch nó, ta tạo cái nghiệp ra. Sau này thầy mới quyết định là tự hủy hoại đấy, thầy tự stress đấy để mà thầy nhận lãnh cái hậu quả đó cho mọi người. Thành nói chung quy đó, trong những trường hợp như vậy thì quý vị, những người tại gia, những người mà chưa đủ cái duyên để mà có thể gánh chịu những cái hậu quả đó, thì nên kiếm vào chùa mà nhờ những cái vị những chùa đó họ giải quyết cho những cái hình tượng mà quý vị cần hủy hoại đó. Thì như vậy thì mình đem cái nghiệp của mình gắn lại cho chùa thì nó nhẹ hơn mình một tí. Mô Phật, cái này là con thấy con không dám rồi đó. Khi không là mang tới là đưa cho cháu pháp sư, là pháp sư là gánh hết cái này thì. Thì đó là chuyện chúng tôi phải làm, tại vì chúng tôi là người dạy quý vị là nên tôn kính hình tượng Phật, thì khi mà dạy như vậy thì có cái hậu quả của chuyện dạy cho quý vị. Thì nếu mà giảng dạy quý vị, hướng dẫn quý vị xong rồi bắt quý vị lãnh gánh chịu cái hậu quả đó thì chúng tôi làm việc nó chưa tròn. Thành ra như hồi trước mà ở với chùa Vạn Phật thì chúng tôi không sợ hết, tại có ngài Tiên Hóa ngài đứng ra ngài gánh hết. Bây giờ mình ra đứng ra một mình đó, thì bây giờ mình chịu khó mình tự gánh lấy, tập cho nó quen, xuống địa ngục vài lần để mình nhớ, để mà lần sau đừng làm bậy.
À, nhưng mà con nghĩ là cái lòng từ bi thì cái quả nó khác. Dạ vâng, lúc đó là mặc dù là có xuống đi nhưng mà tự nhiên cái thân xác nó không có cảm thấy nó đau đớn gì hết ta, thưa thầy, con là tin như vậy. Ừ, cảm ơn anh có cái lòng, có lòng tin như vậy. Để thầy hỏi cái gì. Mặc dù anh có lòng tin như vậy, ví dụ như là anh Thiện Giác đem mấy cái flyer của anh Thiện Giác mà anh Thiện Giác biết làm gì đó tới chùa của thầy, xong đưa cho thầy, xong thầy nói ơi anh Thiện Giác đừng có lo, để thầy lo cho, thầy giải quyết cho. Rồi trường hợp á, mà nếu như thầy giải quyết á, mà thầy tạo cái nghiệp á, hủy hoại tượng Phật Bồ Tát, thì anh Thiện Giác nghĩ là anh Thiện Giác có tránh được hay là không tránh được cái hậu quả đó? Con nghĩ là con không tránh được, cái tùy theo cái tâm của con. Nếu cái tâm của con là muốn là đổ hết là đưa cho thầy làm một cái cho con khỏe một cái, đó là con có tội. Và cái tội nó còn nặng hơn ai hết á. Bởi vậy là chuốt hết cho một vị tỳ kheo khác, mà vị đó là vị tỳ kheo nữa thì... Thì làm sao bây giờ? Mô Phật. Làm sao bây giờ? Tiếng thối lượng đang. Vâng, bây giờ là con cũng chưa biết làm sao, cho nên là bây giờ là có pháp sư, có cái thầy, cái cô ở đây đây. Thì, này, thầy chỉ nêu ra cho quý vị biết rằng, thứ nhất á, là cái chuyện quý vị mà đem cái những cái hình tượng đó vào cái chùa để xin yêu cầu chùa giải quyết ở chuyện nên làm. Tại vì như thầy nói đó, chúng tôi là người đại diện cho Tam Bảo truyền pháp, truyền quý vị những cái pháp này, thì chúng tôi phải truyền cho tới nơi tới chốn. Okay. Không thể nào truyền quý vị nói là quý vị nên tôn kính những cái hình tượng, xây tượng, đúc tượng, quyên tiền để mà cúng dường cho thầy để xây tượng. Hoặc là tới thỉnh cái tượng về nhà để mà thờ cúng, thờ phượng, xong rồi nó bể một cái, xong quý vị phải đem lại chùa để chúng tôi giúp quý vị giải quyết chứ. Thật đối với thầy cái đó là chuyện rất là công bằng. Okay. Đấy, để cái chuyện thầy chỉ nhắc lại cho anh Thiện Giác cũng như quý vị khán giả nhà biết rằng mặc dù nó công bằng nhưng đều quý vị không tránh được cái hậu quả đó. Tại vì giàu sao đi nữa, mình không phải là cái bàn tay mình hủy hoại cái tượng Phật đó, nhưng đều cái người mà thế mình để hủy hoại đó mà không giải quyết cho đàng hoàng thì mình vẫn lãnh cái hậu quả như thường. Con nghĩ là giải quyết đàng hoàng người đó cũng lãnh đó, tại cái tâm là muốn làm đi cho nó xong. Không phải. Thường là có những trường hợp như thế nữa, tôi thầy có không nói là cái ý Phật tử á, nó bảo thôi đưa rồi tôi xôi là xong rồi, nguyên như là nói là mình không có tội gì hết là chết. Chẳng hạn như thầy nói rõ ràng, chẳng hạn như nếu hồi đó mà nếu quý vị mà có duyên á, thì tới những cái đạo tràng như đạo tràng Ngài Tiên Hóa, như gặp Ngài Tiên Hóa này, sư phụ con cần sư phụ giải quyết, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng á, Ngài Tiên Hóa sẽ giải quyết một cách thỏa đáng và chúng ta không bị hậu quả, tại vì Ngài Tiên Hóa sẽ lãnh hết tất cả. Thiệt ra tới trình độ Ngài Tiên Hóa đó, Ngài có thể hủy hoại những cái tượng này mà không bị hậu quả gì cả. Trình độ Ngài Tiên Hóa như vậy. Thành nó lợi lắm. Thành ra nó có cách giải quyết chứ không phải không có đâu. Cái người phàm phu chúng ta thì giải quyết không được, thành ra phải biết tới cầu cứu, thì cầu sự giúp đỡ. Thầy như thầy nói, cái vị mà hên mà gặp được Ngài Tiên Hóa đó, yêu cầu Ngài Tiên Hóa giải quyết, Ngài Tiên Hóa giải quyết, không có vấn đề hết. Thì ra quý vị nếu như mà có duyên với những đạo tràng Ngài Tiên Hóa, nó tới đạo tràng Ngài Tiên Hóa yêu cầu họ lấy cái đó, mà nếu mà mấy thầy mấy cô mà có lòng từ bi họ nhận được thì quý vị xong. Là tại sao? Tại vì cái tâm quý vị tới đó là con yêu cầu sư phụ Tiên Hóa giúp cho con thì hiểu không? Thì như vậy đó, thì quý vị khẩn cầu với Ngài Tiên Hóa thì Ngài sẽ giúp đỡ. Thành ra ý thầy nói là quý vị phải khôn ngoan. Cái chuyện này chuyện chị thấy nó rất là thường xuyên, quý vị Phật tử không được hiểu cho rõ ràng, thành ra tạo cái nghiệp ngũ nghịch nó rất là nặng, thành ra tu không được bao nhiêu mà cái nghiệp tạo ra quá nặng đi, thành ra khó mà tiến bộ lắm, khó mà giải thoát lắm. Thành ra chẳng hạn như thầy Hiền Trì đây là đi là từng xuất thân là từ mật tông, rồi xong rồi tu thiền, xong rồi nhất là chú trọng đi tịnh độ, mà quý vị tưởng tượng niệm Phật là niệm, không biết cách phương pháp niệm Phật mà cô suốt ngày mà hở tay một cái là đi để tạo những cái nghiệp mà ngũ nghịch, như làm sao mà hy vọng đắc vãng sanh được, thưa thầy? Mình phải nhìn một cách thực tế chứ. Cái niệm Phật này là chuyện rất là tốt, nhưng đều nếu như quý vị không niệm Phật mà đi tạo những cái tiện tội ngũ nghịch thì làm sao mình thoát được bây giờ? Xin quý vị làm cái gì phải hiểu tới kinh nhân kết quả của nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị và hẹn quý vị vào chương trình tới. A Di Đà Phật.